Xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay bão số 10 đang ở cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Bình khoảng 470 km về phía đông đông nam với sức gió mạnh cấp 12 và giật cấp 15. Trong 12 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 20 cho đến 25 km và còn mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày mai 15 tháng 9, vị trí tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Bình khoảng 180 km về phía đông đông nam. Sau đó, vẫn giữ nguyên tốc độ nhanh và hướng di chuyển khoảng trưa cho đến chiều mai 15 tháng 9, bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến Quảng Trị, gây gió mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15, sau đó sẽ suy yếu dần. Với tốc độ di chuyển nhanh từ 20 đến 25 km h và cường độ còn tiếp tục mạnh thêm, bão số 10 được dự báo là một cơn bão rất mạnh và nguy hiểm. Vùng ảnh hưởng của nó là rất rộng lớn. Từ chiều nay, thì vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi gió đã mạnh dần lên mức cấp 6 cho đến cấp 7, trong đêm nay mạnh lên mức cấp 8 đến cấp 9. Sau đó từ gần sáng và ngày mai 15 tháng 9 sẽ tăng lên mức là cấp 10 đến cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua sẽ mạnh cấp 12 cho đến cấp 13, giật cấp 15, biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở mức là cấp 4. Tại vùng biển từ Thanh Hóa cho đến Quảng Bình, khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ, từ đêm nay có gió mạnh dần lên mức cấp sau đến cấp 7, gần sáng và ngày mai tăng lên mức cấp 10, cấp 11, Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 giật cấp 15, biển động dữ dội với cấp độ rủi ro thiên tai ở mức là cấp 4. Trong khi đó khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ thì từ gần sáng và ngày mai sẽ có gió mạnh cấp 6 cho đến cấp 7 giật cấp 9, biển động mạnh với cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 3. Không những có gió mạnh và biển động dữ dội mà độ cao của sóng ở vùng tâm bão còn có thể lên tới mức là 10 m. Còn tại vùng ven bờ là từ 5 cho đến 6 m. Chúng tôi sẽ được khuyến cáo các tàu thuyền nằm trong vùng nguy hiểm, tuyệt đối không được ra khơi. Chủ các phương tiện tàu thuyền và các lồng bè nuôi hải sản trên biển tuyệt đối không được ở lại ở trên biển. Quay trở lại với thời tiết trên đất liền. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão đi qua cho nên thời tiết diễn biến rất xấu. Từ sáng mai 15 tháng 9, trên đất liền ven biển các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh dần lên mức cấp 7 cho đến cấp 8. Sau đó đến trưa và chiều mai khi mà cơn bão đổ bộ lên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, trọng tâm là từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình thì cường độ sẽ tăng lên mức là cấp 9 cho đến cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 giật cấp 15, các khu vực sâu hơn trong đất liền thì có gió mạnh cấp 8 cho đến cấp 9 và giật đến cấp 12 không chỉ gây gió giật mạnh mà hoàn lưu bão số 10 còn gây mưa lớn cho các khu vực mà nó càn kết qua. Từ nay cho đến hết đêm mai 15 tháng 9, ở các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến Quảng Ngãi, tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100 đến 300 mm. Riêng ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị có nơi trên 400 mm. Các khu vực khác sẽ có mưa muộn hơn, phải từ ngày mai cho đến hết ngày 16 tháng 9. Ở khu vực Thanh Hóa, các tỉnh Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, trong đó bao gồm cả thủ đô Hà Nội, Hòa Bình cũng như là Sơn La sẽ có mưa vừa mưa to đến rất to với lượng từ 50 cho đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa chút xuống liên tục với lượng lớn lại cộng thêm gió bão rất mạnh, cho nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa cho đến Quảng Ngãi được đẩy lên mức rất cao. Không chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão nhưng do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn cho nên tiếp tục khiến cho mưa tăng tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đêm nay và trưa chiều mai sẽ có mưa vừa và mưa to. Người dân cần cảnh giác với khả năng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh xảy ra trong mưa rông. Chúng tôi xin được nhắc lại với tình hình mưa bão đang diễn biến rất xấu, người dân khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, nhất là vùng ven biển các tỉnh miền Trung, nên khẩn trương chuẩn bị ứng phó với bão trú ẩn tại những căn nhà kiên cố tránh xa vùng bờ biển đặc biệt là không nên lưu thông ngoài trời khi đang xảy ra mưa bão bản tin thời tiết tối nay xin được khép lại tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại